Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, vào sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan của thành phố, trong đó có tình hình xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Sau khi được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, đến nay dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã được chỉnh lý, bổ sung mới nhiều quy định để thực hiện chủ trương tăng cường phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội trên một số lĩnh vực như tổ chức bộ máy chính quyền, hội đồng nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, sử dụng bãi sông, bãi nổi, điều chỉnh đê điều, sử dụng quỹ đất sau di rời trong quy hoạch, thực hiện quy hoạch, ưu đãi đầu tư bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng, vân vân. Qua tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 7, cử tri thủ đô kiến nghị Quốc hội sớm thông qua luật thủ đô sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý, thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của thủ đô với mục tiêu xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.